안녕하세요. 저는 박선탁입니다. 저는 레티히엔입니다. 우리는 베트남 유학생입니다. 띠어실로가요. 있어요가 아니라 저 왔어요. 자, 친구는 이름이 위득죠? 아, 이디티즈. 저 이디티즈. 안녕하세요. 저는 나선하입니다. 저는 송네산입니다. 저는 베트남 유학생입니다. 안녕하세요. 저는 무득쌤입니다. 저는 청주대학교 유학생입니다. 만나서 반갑습니다. Em có cảm nhận gì về trường đại học Chungju? Em cảm thấy trường đại học Chungju là một trường có được trang bị những điều kiện cơ sở vật chất rất là tốt, đi kịp cái thời đại và đội ngũ giáo viên thì rất là nhiệt tình. Khi chúng ta gặp khó khăn thì
các thầy cô giúp đỡ hết sức nhiệt tình với mình. Thì trong thời gian qua em có học tiếng ở đây 2-3 tháng nhưng em cảm giác năng lực tiếng Hàn của mình đứng lên một tầng cao rất là mới. Dương ơi, thế khi mà em sang bên này du học ấy thì là em có cái khó khăn gì ở tại trường đại học trong chu hay không? Có một số khó khăn lúc đầu là vì bọn em chưa quen với cuộc sống bên này. Thì cũng được các anh chị khóa trước giúp đỡ chỉ cho. Vậy thì trong quá trình mà em học tập tại Hàn Quốc ấy thì em có gặp khó khăn gì hay không? Mới đầu sang Hàn Quốc thì điều khó khăn nhất đối với em và những học sinh là về rào cản ngôn ngữ. Mới đầu em qua thì bên này sinh hoạt mọi thứ đều sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Hàn. Trong khi đó em ở nhà cũng có học nhưng cái sự quan sát của mình nó chưa được ở mức nhiều. Thế nên là cái ngôn ngữ của em nó rất là kém. Khi mà nghe người ta nói thì mình rất không hiểu được. Thế đó mới là điều khó khăn nhất của em hiện tại. Trong quá trình mà em học tập tại Hàn Quốc ấy thì là có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất đối với em không? Trong thời gian mà em học tập tại Hàn Quốc thì có một kỷ niệm đáng nhớ nhất với em, đó là buổi lễ của học sinh Trung Quốc tại Hàn Quốc ạ. Trong buổi lễ đó thì bọn em được xem các ca sĩ hát giao lưu ạ. Và lần đầu tiên được mặt Hàn Quốc thật. Thế khi mà mặc Hàn Quốc ấy thì là em có chụp nhiều ảnh không? Có nhiều bạn tham gia không? Rất là nhiều bạn tham gia. Em được đi chơi với thầy giáo của em. Thầy giáo của em? Thầy giáo cũ của em, trước dạy em ở Việt Nam. Thế bây giờ thầy sang đây để học hay là sang đây để nào? Thầy giáo là học sinh ở trường bên này được cử về. Thế thầy sang đây được lâu chưa? Thầy giáo em học được 2 năm rồi. 2 năm rồi. Thế khi mà em gặp thầy thì là thầy có chia sẻ kinh nghiệm gì cho em hay không? Thầy có chia sẻ với em và dẫn bọn em đi leo núi, núi ở gần trường hay là núi ở gần trường? Gần trường. Ước mơ sau này của em là gì? Ước mơ sau này của em là trở thành một hướng dẫn viên du lịch để em mang đến cái nét văn hóa đẹp của người Việt Nam giới thiệu cho người Hàn Quốc. Trong vào đó cũng mang cái nét đẹp văn hóa của người Hàn Quốc giới thiệu cho người Việt Nam. Thì em thực sự là muốn thực hiện cái đấy. Thì em nghĩ là năng lực tiếng Hàn của mình phải được đẩy cao lên thì em có thể thực hiện đấy. Sau này, sau khi mà kết thúc khóa học tiếng thì em có dự định gì hay không? Sau khi kết thúc khóa học tiếng thì em sẽ cố gắng để vào được đại học, học theo chuyên ngành du lịch mà em muốn. Tức là sau này em muốn trở thành người dẫn viên du lịch? Vâng. Ok, thế chị cảm ơn em nhé. Chúc em là sẽ hoàn thiện được cái ước mơ của mình và cố gắng học tập tiếng Hàn chăm chỉ để làm sao mà mình có thể lên được level cao nhất và để có cái nhìn rõ hơn về cuộc sống du học Hàn Quốc, mình xin mời các bạn theo chân mình đi tham quan trường Đại học Trương Chu một vòng. Mình xin giới thiệu các bạn, đây là tòa nhà ký túc xá dành cho người ngoại quốc. Hiện tại mình đang ở trên tầng 9 của tòa nhà. Còn đây là tòa nhà học tiếng Hàn dành cho sinh viên ngoại quốc. Còn đây là nhà ăn của trường. Nhà ăn ở trường thì bao gồm các món ăn bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Các món ăn là đều đặc trưng của Hàn Quốc cả. Xin bật mí các bạn là các món ăn rất là ngon. Mình xin giới thiệu các bạn, đây là phòng tập gym của trường mình. Trường mình có dành phòng tập gym cho các bạn học sinh ở ngoài ngoại quốc nhằm nhu cầu nâng cao sức khỏe, thể chất, có sức khỏe, học tập, có công tác tốt tại trường. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Chạy rất nhanh đấy.
chóng được trường. Dẫn các bạn đi một vòng quanh trường. Thì nếu như có bạn nào có ý định du học Hàn Quốc thì các bạn có thể tham khảo qua ngôi trường này. Và mình lần cuối mình xin chúc các bạn mọi điều tốt lành và thành công. Chúc các bạn sẽ sớm ngày sang Hàn Quốc, cũng có thể là ngôi trường này. Mình nếu như sang trường này thì mình có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho các bạn tham quan nhiều hơn nữa về ngôi trường và nét văn hóa của người Hàn Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.